bình nha. Dạ thưa cha. Cha lúc này biết quay tơ rồi ha. Giỏi dữ à. Sao con biết chăn tầm rành rẽ lắm rồi phải không con? Dạ thưa cha. Chăn tầm á, nuôi tầm á, săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó cha. Tối còn sợ muỗi cắn phải văn mùng cho nó nữa. Nhiều đêm con ngồi con kéo chỉ quay tơ, dệt lụa dệt gấm, muỗi cắn hết sức vậy đó, mà con cũng không dám đốt lửa lên để ung nữa. Ủa sao vậy con? Vì con sợ khói làm chết tầm hết sao cha. Lẩm nhẩm vậy chứ mấy con tầm mà nó còn có phúc hơn cha. Nó ngủ còn được con văn mùng, còn cha để cho muỗi cắn chơi ha. Cha nói. Sao từ lúc ra đây ở tới giờ 2-3 năm nay con thấy có sướng không? Dạ thưa cha, con và Tiểu Loan ở đây phải thức khuya dậy sớm, hết ươm tơ rồi cái kén, quay tơ dệt lụa dệt gấm, công việc tối ngày thì làm sao mà rảnh tay mà sung sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm cha ơi. Vui hả? Dạ đúng rồi, tại vì vui cho nên con mới quên cha quên mẹ, để mặc cho cha mẹ sầu khổ để nhớ nhung về con. Cha vui nói... cho nên mới bỏ mặc cha mẹ đúng không? Cha nói chứ còn gì con nữa? Trẻ có làm điều gì cho cha mẹ phải buồn khổ? Sao buồn khổ? Tự dưng cái khóc lóc á, 2-3 ngày cả 2-3 tháng khóc lóc riết mà cha mẹ phải để cho con mới vượt khỏi quê môn. Giang lao dạ cười với chân tầm, riêng chỉ mình con không kể đến mẹ cha, là tiểu thơ như người ta mỗi bước đi phải có kẻ hạ người hầu, còn con thì thật khổ một mình. Con thấy có sung sướng không con? Hơi thân vào nắng làm cho khô héo dung nhan, tay chân khô sạn cay sần, xin vui lại không được buồn vì con thơ, sống phải tập khó tập thương, thích nghi với hoàn cảnh khổ nghèo, mai sau cha biết thế nào, con cũng tự hào mà yên tâm. Cha mẹ nghĩ sao đây, khi con ngày đêm trao chuốt ngược là tha thương gian ngọc ngà. Rồi người vùi dập dưới chân, hẹn tuổi kiếp thừa sinh. Trời ơi Quỳnh Nga ơi là Quỳnh Nga, trong lúc cha mẹ muốn cho con sung sướng thì con chọn cái con đường cực khổ như thế này. Cha mẹ mới rầy la con chút xíu là con muốn rủa gia đình mình làm biếng phải không hả? Dạ thưa cha, đó là con chỉ ví dụ thôi chứ con có trụ ẻo gì đâu cha. Không trụ ẻo chứ còn cái gì nữa hả? Con nói vậy là sao? Trong khi công danh sự nghiệp của cha đó, con đường công danh của cha càng ngày càng lên như thế này, con trù ẻo cho cha để cho người ta đè đầu cởi cổ cha phải không? Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng như là bọt nước đầu gành thì có gì làm chắc đâu cha. Thôi thôi thôi, không có nói nhiều nữa. Ngay bây giờ con mới vô trong dọn đồ về liền bây giờ. Cha ơi. Đi vô nhà. Dạ, chứ con mới về đâu cha. Dọn đồ về liền. Cha ơi, bộ cháu thương con sao cha? Thương, chính vì thương con chiều con cho nên bây giờ con mới muốn gì được đây nè. Bây giờ cha thương con nhưng không chiều con nữa. Vô dọn đồ về liền. Vô dọn đồ về liền. Về liền. Về để là cha gả con cho con của quan tuần phủ. Con tiếp ai hết cha? Con sao ai hết? Sửa soạn cho đẹp, tiếp quan tuần phủ cha đã hứa rồi. Mà cha qua con trai quan tuần phủ là hứa cưới con làm vợ đó. Dạ cha đã nhận lời. Tất nhiên mà cha phải nhận lời, cha bằng lòng. Sao cha không hỏi ý con? Cha biết hỏi với con sẽ không bằng lòng thì sao? Cha biết con không bằng lòng, tại sao cha nhận lời? Trời ơi, nói gì không cãi chân là sao? Đi vô. Phải cưới con trai ông quan tuần phủ. Không có cãi được cha. Còn lời ước hẹn với Trần Minh? Không có Trần Minh gì nữa trơn trời. Khi mà cha đã đuổi mẹ con ra khỏi nha môn là cha quên lời ước hẹn rồi, nhớ chưa? Hay là con với cùng với Trần Minh đã thề ước hẹn gì đấy hả? Nói cha nghe coi. Dạ thưa cha, con đã nói rồi, khi hai trẻ mới tượng hình có biết tương lai là thế nào đâu, chỉ mà cha mẹ dám liều chỉ phúc giao hôn. Cái đó là lúc trà dư tửu mậu, cái đó là rượu hứa, rượu làm chứ phải cha làm, không cãi lời nữa. Nhưng mà hôm nay hai trẻ đã lớn khôn rồi, con được quyền tự do chọn lấy hạnh phúc của riêng mình, có làm điều gì cho cha mẹ phải bận tâm nữa đâu. Không, nói gì cũng cãi, nói gì cũng cãi là sao?
không có cãi nửa lời nữa, vô dọn đồ về đi. Dạ, con nói cho nghe nè, con phải là con giữ trọn lòng chung thủy với Trần Lan á, là để con làm vợ của Trạng Nguyên đâu cha. Chứ muốn gì? Mà con muốn sống tròn đạo nghĩa, không thẹn tuổi với cỏ cây thôi cha à. Cha ơi cha thương con đi nghe cha. Thương con ha. Dạ. Bây giờ bến cũ đò xưa ha, bờ lỡ rồi ha, con đò một luôn rồi, đi vô tổng dọn đồ về liền. Trời ơi, con với Trần Lan đã sống cùng nhau thì đi chỗ đâu vậy? Tốt nhà bây giờ là lại rồi. Nay mình đành đổi thuyền đổi bến sao cha? Đi về, bến lỡ đò một rồi đi về vô dọn. Đi biểu vô luôn. Tốt nhà nghe không? Dạ con đi lẹ lắm. Dạ. Vô dọn đồ về. Con cái gì kỳ cục à? Nói đứng cãi hoài là sao không biết, nó lạ luôn. Cái này mà dễ cái gì mệt quá trời. Sung sướng không muốn tự nhiên là đi làm ăn chuyện cực khổ vậy không? Nàng kia tao hỏi ngươi là ai? Tại sao bước ra đây tự do đi không né mặt ta là sao? Đi hoài là tội. Nàng là ai? Ngươi là ai? Vô đây làm gì? Nói tại sao không ơi? Câm miệng. Khổn dữ lắm nè. Biết ta là ai không mà bảo câm miệng? Lão quan huyện già phải không? Biết ta là quan huyện mà dám nói lão quan huyện già này nọ. Nói cho ngươi biết, vùng này ta là quan huyện coi như vua của vùng này, thấy không? Dám nói già này già nọ là sao? Hỗn láo. Con gái nhà ai? Trả lời mau. Lão thật tình muốn biết lắm phải không? Phải. Ta rất muốn biết. Biết để kêu lính của ta mang ngươi về trốn nhà môn, để cho nàng biết tay biết mặt lão quan huyện già này đấy. Không phải chỗ mà dẫn chơi, nghe chưa? Ta sợ nghe người biết ra sẽ kinh hồn dở mộng. Đầu vui xuống thật sâu, lái tả mà vẫn còn rung. Chắc là nàng đã nuốt lên trời, cho nên hùng dữ mà chỉ dám chút lâu. Ta nói cho nàng biết, chắc cả huyện này gặp mặt ta không ai dám nhìn lên. Thì ra lão huyện quan đối với dân rất là tàn bạo, khiến cho tất cả dân đen phải cúi mặt không dám nhìn lên. Không sai chút nào, ta tàn bạo như vậy đó. Nghe danh của ta còn chưa sợ nữa, nàng sẽ còn thấy ta còn tàn bạo hơn nữa. Trả lời ngay bây giờ, trả lời từng câu một. Nàng từ đâu đến? Kinh đô. Kinh đô. Kinh đô nghe quen quen. Làm bánh hả? Kinh đô, ở kinh đô xuống. Con cái nhà ai? Con người nào ở kinh đô? Con của ai kinh đô? Hả? Tao hỏi nàng con của ai? Cám miệng. Không được hỗn láo với công nương. Công nương rung cây nhát khỉ hả? Công nương xuống đây làm gì trời? Đừng nói chuyện được rồi hả? Nè, ta kêu lính á, chối đầu lại, quýnh cho công răng luôn, nghe kịp chưa? Công nương. Công nương đâu? Công nương lại lấy gì chứng minh công nương? Công nương đâu? Ta hỏi công nương là làm chứng minh cho công nương ta. Cũng chỉ Thánh Hoàng. Đến bảo vệ công nương. Chớ xúc phạm mai đầu. Có gì chứng minh là ngươi là phụng chỉ Thánh Hoàng? Đâu? Đây, lĩnh giấy. Đúng rồi, trời chết rồi, trời ơi. Trời đã cho tưởng ngài trong đình ra không. Trời ơi, hoàng thượng giảng tuế, giảng tuế. Giả lộ tướng quân, đưa gương báo cho ta. Ngài lui đi. Tuân lệnh. Đứng lên đi. Dạ, đại tướng công nương quỳ được rồi. Đứng lên đi. Dạ, dạ thần quỳ cho quen rồi. Đứng lên. Dạ, đứng lên. Đứng thẳng người lên. Dạ, gần công nương thật là như co hết trơn, hết thẳng được. Dạ, xin công nương tha thứ tội cho thần không thấy đường. Không thấy đường à? Dạ. Bây giờ ta muốn ngươi hãy rời khỏi nơi đây. Dạ. Cho ta mượn nơi đây một lát có được hay không? Dạ, không phải một lát mà là bốn lát cũng được. Dạ.
vì đây là nhà của con gái của thần. Con gái của quan huyện có phải tên gọi là Quỳnh Nga không? Dạ đúng rồi, Quỳnh Nga. Có phải là hiền nội của quan Tân Trạng Trần Minh không? Quan Tân Trạng Trần Minh? Trời ơi, như vậy là thằng Minh, Trần Minh nó đổ trạng rồi. Trời ơi, thằng này nó về nó giết tôi chết. Ơi, chết tôi đã, trời ơi. Quan Nguyễn. Quan Nguyễn. Dạ. Sao tao hỏi nhà ngươi không trả lời? Đang chết điếng nữa rồi. Dạ, biết ổ hỏi gì quên rồi. Ngươi. À, thằng nhớ rồi. Con gái của thằng, dạ đúng rồi. Dạ, Quỳnh Nga là con gái của thần. Dạ, đã cùng với Trần Minh thề, với thề non hẹn biển. Dạ, thề biển hẹn non. Hai người đã thề với nhau. Thôi đi. Dạ. Ta đến đây là ta đã biết việc đó rồi. Lão lui đi. Dạ, lão về. Dạ, thưa công nương. Dạ, thưa công nương. Sẵn hôm nay ngày 14 tháng 2, mời công nương ghé qua tẩy xá của thần dùng một bữa cơm chay. Ngươi mà cũng ăn chay nữa à? Thần nấu ai ăn ăn, còn thần thì ăn mặn. Đi đi, dạ. Chết này muốn sống. Dạ, dạ, muốn chết à. Không, không. Không đi con nào, không. Dạ, thưa công nương, thần về. Trời ơi, chết. Dạ, chào tiểu thơ. Nàng vừa gọi ai là tiểu thơ? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao? Vậy ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thơ. Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự nghĩ dùng danh xưng tiểu thơ để chào hỏi, thì đâu có gì là thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan ra tiếp khách, xin từ biệt. Đứng lại, vô lễ. Sao nàng không tự xét xem ai đã vô lễ với ai? Nàng tên gọi Quỳnh Nga phải không? Dân. Ta nghe nàng bán hàng được lòng khách lắm kia mà. Sao hôm nay lại tiếp khách như vậy sao? Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng phải tùy theo cách ăn nít ở của khách mà chiều. Cũng như nước ở biển khơi, sông lớn thì rộng, mà vào lách vào mương thì phải hẹp chứ. Nàng thông minh lắm, ăn nói cũng đáng mặt lắm. Vậy thì bây giờ nàng hãy ở lại đây, cho ta chọn hàng và ngã giá chứ. Dạ nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thơ muốn mua gì ở đây, gấm lụa hay tơ? Không, ta không cần những thứ đó. Nếu tiểu thơ không cần mua những thứ đó thì ở đây tôi không có gì để bán cả. Còn chứ? Còn. Còn cho nên ta phải lặn lội đến đây để tìm mua đó chứ. Dạ tôi chưa hiểu. Ngoài tơ lụa, tiểu thơ còn muốn mua gì ở đây? Ta muốn mua một trái tim. Một trái tim? Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người. Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Xin mời tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán. Đứng lại, vô lễ. Giờ thì ta cho nàng biết, ta chính là công chúa Bích Vân đây. Vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp. Dù cho nàng có hạ mình thủ lễ, nhưng ta nghe trong giọng nói của nàng vẫn còn ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành lặn lội xa xôi đến đây đi tìm gặp con quan cái huyện tên gọi Quỳnh Nga, để được ôm lòng thắm mặn. Sao công nương giữa ngàn vàng dặm mà chỉ để tìm gặp Quỳnh Nga? À, nên mới ghé qua. Không, một mình ta giữa đường xa là chỉ muốn tìm gặp được Quỳnh Nga. Mang tuổi hờn quốc ức của một vị công chúa đăng cung, nên ta liều giữa quê trung tâm sự nặng.
bằng lưỡi gió ngựa lông đầu. Sao từ kinh kỳ tráng lệ xa trời dặm dặm núi sông, Quỳnh Nga đã làm điều gì đắc tội với công nương? Dạ quan hờn làm heo dùng nhàn. Đừng tò mò tọc mạch. Bây giờ lấy tư cách của một bích dân công chúa, ta hỏi nàng, nàng là gì của Trần Minh? Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì? Sao nàng biết rằng ta đã biết? Vì nếu công nương không biết, công nương đã chẳng tốn công lặn lội để tìm gặp một Quỳnh Nga, một người mà công nương chưa hề quen biết, để làm gì? Khá lắm, nhưng ta muốn chính miệng nàng nói ra. Được, nếu công nương muốn thì tiện nữ phải xin dân. Tiện nữ với Trần Minh đã cùng nhau nặng tiếng giao thề, do hai bên cha mẹ hương đã cùng thề mối tương quan. Khi trăng hoa không gọi danh thần, ta nghe rằng xưa kia Trần Minh vốn là người hèn hạ, nước Nga hà tấn công nuôi vàng ăn hồng. Công nương qua đã theo điều tra, tin tức kia chính xác vô cùng. Ta tìm ra nơi này là không được cùng nàng thương thảo, tìm giải pháp thêm toàn có lời đôi bên cùng của một công chúa bích dân, đề nghị tặng cho nàng 100 cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kiện. Đúng đó, sao nàng thông minh quá vậy? Điều đó có gì là lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng cho ai mà không đòi điều kiện bao giờ. Vậy xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện. Đâu có gì, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi. Nếu điều kiện chỉ nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công chúa đã ban cho thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn. Đừng trận hỏng cướp lời ta, hãy để cho ta nói hết. Nàng thì nhận được bạc vàng gấm lụa, cha nàng thì được thăng quan tiến chức. Chỉ với một điều kiện nhỏ mọn thôi, nhường Trần Minh lại cho ta. Như vậy là tôi bán chồng tôi sao? Đừng léo mép, hãy trả lời cho ta được rõ. Nếu tôi chẳng bằng lòng thì nàng sẽ phải chết. Nàng hãy liệu lấy đi, giữa sự giàu sang vinh hẹn và cái chết, nàng chọn đi. Chọn cái chết. Nàng ngu xuẩn lắm, nàng tàn nhẫn lắm. Phụ vương, con đã thua người ta tại đây rồi. Quỳnh Nga, tại sao, tại sao nàng lại chọn cái chết chứ? Sống mà xa nhau, sao bằng được chết?
với chung tình. Sao mà xa nhau, sao bằng được chết với chung tình. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ta hiểu sự bịch thảm ngang nhiên của nàng tay chết đã khiến cho tay ta run rẩy tay gương quy. Ta đã hiểu gì người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung thủy. Cô Dương ơi, là một vị công chúa như con vừa lâm trận tình yêu, con đã trở thành người chiến bại. Đâu có khó khăn gì cho công nương tìm lấy một tình yêu. Ngươi nói gì? Sao ngươi không chịu nhận lấy bạc vàng châu báu mà đổi lại tình yêu cho ta chứ? Công nương, thôi đi. Kẻ thiên thân, đừng vội thương ngại cho một người vừa lâm trận tình yêu đã thảm bại. Công nương còn để quên lại Thượng Phương Bảo Kiếm. Nương nàng đừng dối hãnh diện. Sinh mạng của Trực Bình cho tới bao giờ vẫn còn nằm trong tay ta. Nàng biết chưa, thái độ của nàng sẽ gây hậu quả thảm khốc cho Trần Minh đó. Thái độ của tôi, thái độ của tôi sẽ gây hậu quả thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, em đã giết chàng rồi sao? Chúa thượng,
phụ thân, công chúa, mọi người muốn bức lìa chúng tôi. Không đâu, tôi không giết chồng tôi đâu. Tôi không giết chồng tôi đâu mà. Quỳnh Nga! Ai gọi tên tôi? Trần Lan có phải không? Trần Lan! Quỳnh Nga! Trần Lan! Quỳnh Nga! Trần Lan! Trần Lan! Quỳnh Nga ơi, trong áo lụa ngày xưa đã trở về đây với người bạn tình chúng thuê. Đêm màu tơ máu yêu đương để điểm tô cho đẹp bối tương phùng. Trời Lan ơi, em ngỡ chỉ còn gặp nhau qua giấc mộng buồn. Chàng về đây bằng hình hài nguyên vẹn hay chỉ là tìm lại nhau ta nói cuộc chung tình ngỡ đã rơi đầu vì mang tội khi quân nhưng chúa tưởng xót thương cho đôi mình thương ngộ. Không giết, cho nên anh trở về đây với em nè. Còn em muốn hỏi áo mão trạng nguyên của anh phải không? Anh đã gửi cho quân hầu cận và mặc chiếc áo lụa chung tình của ngài đưa tiễn để gặp nhau. Trần Lan, nhưng sao trạng nguyên vinh quy bái tổ mà cha em không hay biết? Vì anh muốn dành cho hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu dân điền thương trọn nỗi niềm vui ngày tương ngộ vớt bàng hoàng trong sung sướng vô biên, cho nên anh mới quỳ xin lệnh với thanh quân đừng ban kiểu chị về làng không bao cơn để cho cuộc vinh quy âm thầm công đô. Chỉ có những người thân kia sớt hưởng trọn những vinh quang. Em ơi, bao nhiêu danh dự trạng nguyên là em và bạn nhượng điện cho anh. Cuộc đời hàng sĩ trần minh sớt sáng tờ lòng nặng tình ơn sâu. Bàng hoàng xúc động trong lúc gặp anh, em bàng hoàng quả khóc như kiểu tỉnh giấc như bao vậy. Trần Lan ơi, từ buổi đêm đưa chàng lại kinh thi, hiếp mong tin chàng bằng tấm lòng cô phụ dòng phu. Vừa rồi cha em có đến đây để bắt ép em phải ôm con của quên cùng. Nhưng anh ơi, dẫu có chết em không đành lòng giống cô, dẫu tính chàng còn mềm yên mấy quang. Nhưng giờ đây đã họp mặt tương quan cho bỏ công em.